Quan chức Trung Quốc đã xin lỗi vì dân thiếu lương thực giữa phong tỏa. Lãnh đạo thành ủy Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã xin lỗi 8 triệu rưỡi người dân vì đã để xảy ra tình trạng thiếu lương thực sau lệnh phong tỏa ngăn Covid-19. Phó Bí thư Thành ủy Liu Renyang hôm nay đã cho biết hai chợ đầu mối thực phẩm của thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã đóng cửa do lệnh phong tỏa ngăn Covid-19, dẫn tới việc thiếu hụt nguồn cung thực phẩm cho người dân chúng tôi đặc biệt lo lắng và phẫn nộ về vấn đề này đồng thời muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc tới công chúng vì những ảnh hưởng và bất tiện mà tình trạng đó gây ra ông Lưu đã nói trong buổi họp báo mới nhất ông thêm rằng để giải giải tình trạng thiếu nhân viên phân loại thực phẩm và giao hàng chính quyền tỉnh Cát Lâm đã chuẩn bị cho 1.000 tấn rau được đóng thành túi để gửi tới Trường Xuân mỗi ngày lãnh đạo thành phố cho biết sẽ đảm bảo ngăn chặn tình trạng tăng giá rau củ Thành phố Trường Xuân và các khu vực khác của tỉnh Cát Lâm đang chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng với hàng ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày kể từ giữa tháng 3. Thực phẩm không có nên tôi phải ăn mì gói. Một người dân họ Mao ở thành phố Trường Xuân, người đã không rời khỏi khu chung cư của mình suốt nhiều, nhiều ngày cho hay. Toàn bộ tỉnh Cát Lâm bị áp lệnh phong tỏa kể từ ngày 14 tháng 3 và tiến hành xét nghiệm hàng loạt để tìm cách ngăn chặn đợt bùng phát nghiêm trọng. Riêng thành phố Trường Xuân đã tiến hành hơn 10 vòng xét nghiệm toàn bộ hơn 8 triệu cư dân. Theo số liệu, Trung Quốc hiện đang ghi nhận hơn 145.000 ca nhiễm và gần 4.640 ca tử vong do COVID-19. Trung Quốc cho đến nay vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược không COVID, trong đó phong tỏa nhanh và xét nghiệm hàng loạt là những biện pháp quan trọng của Trung Quốc.